thì mình cùng với anh Hải, chị Huyên, chị Diễm là đi thưởng thức các món ngon ở Sài Gòn. Và hôm nay là mình sẽ cùng anh chị đi về nhà chị Diễm à. Trước khi về thì chị Diễm là có giới thiệu quán phở là phở Hòa. Đó, là ở Thành phố Hồ Chí Minh á, buổi sáng là quán phở này thật sự là cực kỳ đông khách luôn, và có nhiều cô chú anh chị mà đi sang nước ngoài ấy, mà kiểu là khán giả trên mình cũng hay comment là cứ về đây là ghé quán phở này ăn, tại vì quán phở này là có tuổi đời rất là lâu đời này và rất là nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là các bạn như về một phở ở rồi mà có nhiều loại bánh phở dạ đúng rồi, mà rất là ngon nha. Đây buổi sáng là rất là đông nên là hai anh em mình tranh thủ đi. Tôi biết là có ai giới thiệu Ái Mí những quán ăn này, hủ tiếu Nam Vang này, những món ăn ngon và đặc biệt ở Sài Gòn. Hôm nay là một quán phở Hoà Pasteur, quán nổi tiếng cả nhà. Dắt tay nhau đi qua đường đi. Như ngày xưa này, mình ăn này ha, bánh con sâu này, cuốn đi. Lên trên gọi à hay gọi dưới này em? Lên trên, lên trên. À lên trên lầu. Ừ. Phở luôn, mọi người khi lên thì có thể chọn để lên phở gân, phở sách. Em thấy là phở sách lạ, em ăn phở sách nha. Rồi. Phở sách, phở gà. Phở sách là sẽ đọc nhiều sách lắm. Cho chị một tô phở gầu với lại sách. Em cho chị thêm 2 tô sắp thêm. Một tô thịt nước à? Một tô thịt nước. 6 gói cuốn. 6 gói cuốn, 1 đĩa bánh quẩy. 1 đĩa bánh xôi xê. Đi còn nước gì ta? Nước em bưởi. Đây là xin đậu lành có. Có siêu đậu lành không? Cái này là ăn luôn à? Ăn được. Có 6 ly đậu lành xong rồi em ơi. Thêm 1 đĩa bánh này nữa, không phải người có người không. Ok. Anh gọi rồi em thấy bé nhìn nó hoang mang quá hả? Nó nhìn mình như kiểu người ngoài hành tinh. Rồi đi order đi em, đi. Anh chị làm việc không lo về cái khoản là đi chợ rồi cả nhà, tại vì anh chị cũng biết là về đây anh Hà cho đưa là có biết trong món ăn ngon rồi ấy. Nên mình chỉ cần thưởng thức các món ăn ngon thôi. Nhưng mà hôm nay vào Pơ với Ái Mí vào Sài Gòn hình như là kiểu thời tiết cũng chiều lòng người, kiểu là mát ấy, mấy hôm trước nóng lắm. Anh Hải vào là nóng luôn mà. Mà thực tế là trên nhà em ăn mát. Như trên live show với cả Sapa thì đang là chỉ áo khoác rồi. Sapa là đang 10 độ C đấy. Không mang em mang thì mang cái áo khoác dày như này được. Này, mỗi anh em mỗi người làm cái này trước đi. Đây 2 đứa. Cái này là giò mà. Giò. Đây 2 chị em. Rồi đây chị phải chơi cái này đấy. Em mời chị cái này tại vì là sao? Xin thông báo mọi người là hôm qua là ngày rất là đặc biệt là chị Tiên với lại chị Diễm là đã đạt nút bạc rồi nhé cả nhà. Em thấy nhà chị vô kìa. Đấy hai chị em ăn chung nhau với nhá. Dạ vâng. Hai cô giáo là để học trò là vượt qua luôn đấy. Trong cái mâm quả mà hôm đám hỏi á là sẽ có một cái mâm bánh su xê này mà miền Nam mà hay gọi là bánh su xê. Thì bây giờ là để Pơ và Ái Mí với chị Tuyên thử xem là bánh này ok không nha. Hôm nay em đặt khoảng bánh này. Dạ em đặt một mâm bánh này. Hôm đã hỏi chị Diễm là nhất định sẽ có bánh này. Đúng rồi. Ai bê mâm này thì không nói nha. Là đang bê thiếu một cái. Nếu mà thiếu cái là biết ngay là Ái Mí rồi. Đúng không? Em chưa từng đến trường hợp này luôn ấy. Hãy thử cái này. Cảm ơn em. Đây, rất là thơm luôn này. Coi trừ rớt đúng không? Có được cái bánh thì sống đẹp nhỉ? Ăn thử đi xem à. Bánh ở trong nha. Đây, bánh ở trong này có nhân dừa là nhân đậu xanh này. Mời cả nhà nha. Đấy. Cho mình ra ra có vị dừa, ngon. Bánh này kiểu hơi ra ra nhiều nhỉ? Mà trong ngọt ngọt, không quá ngọt. Nhưng mà biết cái thực sự là cái gì không? Dừa vào ấy. Ai kêu một trắng trắng, trắng trắng thì không làm được đúng không? Cái tiết hồn này nó làm được dừa xanh xanh, phải 1 năm nhỉ? Bố gì hả? Bố gì? 1 năm. À không phải. Hay bột gạo chứ. À thế à? Nhưng mà cô chú nào mà làm cái bánh thì biết nhân bột làm được cái gì các phần trên dưới nó bắt táo. Mọi người xem làm bánh phu thê thì được làm bằng cái bột gì nhá. Đây, làm cái này đi. Đây, chế đi. Ăn đi để con sức là về phụ chị. Ăn đi để con sức để bê chắc là cái gì nữa nhỉ? Hai chị em review thử thế nào. À. Thì mình đi đâu mà ăn uống bất lòng ai nha. Ai mời thì ăn thì cũng từ chối cái gì. Ăn chứ rồi ăn thêm. Nhưng mà chị hỏi này Pơ và Ái Mí thấy cái loại chả này ở đâu quen thuộc cho cái món gì mà mình hay đi quay. Em không nhớ là gì. Viên. Viên gì là cái gì mình ăn ở Huế. À bún bò Huế gì. Đúng rồi. Thường bún bò Huế là hay có cái chả này. Để luôn cái này vào đấy. Vô cả. Vô lại bạn. Vô. Chúc là anh đã miệng đã khỏi đau. Nhưng mà khi đi khám thì mọi người bảo cái miệng em bị làm sao? Chân tay miệng đúng không? Nổi nhiệt ra, tại vì là sốt cao quá em nổi nhiệt với lại lưỡi ạ. Hôm nay em tưởng Ái Mí lở mồm là lỡ em với chị. Lỡ tưởng lở mồm lông móng à? Em nói là clip mà hay Pơ bảo là Ái Mí là bị cái gì mà đớp chắc chắn ở trong miệng. Chị tưởng em còn sợ không vào được ấy. Lúc đấy gọi cho chị Tuyên này là chị Tuyên bảo lấy các cái sóng ngót. Có làm sao không? Là em ăn luôn. Cho vào tươi nữa nhưng mà nuốt luôn ra ngót à? Mời cả nhà nha. Nhiều đèn đèn. Mà đây ngọt nhẹ. Bây giờ em ăn quen cái vị ngọt này ăn thấy bình thường. Không có lạ lẫm như kiểu lúc đầu mới ăn ạ. Em thì vẫn nhớ thương món lẩu mắm. Mà... vẫn thích ăn lẩu mắm. Được. Hôm nay về em ăn chị nấu cho qua bữa qua đám hỏi lắm ạ. Mà em rất mong chờ tôi về nhà chị Diễm ấy. Nhưng là hôm nay là sẽ được về rồi về nhà. Đang lẩu mắm ếch yếc các thứ nấu cho nó ăn tối nay. Còn muộn ấy. 11 giờ đêm. Ơi để xong đám hỏi chị Diễm. Chứ giờ là chị Diễm là đang bận. Trước đám là mình đừng ăn mắm. À, nó là khắm như mắm. Nhưng mà phía đám hỏi này mình có được đi. Đón dâu là mình đón ở trên thuyền không chị? Đâu, đám hỏi là lễ rồi. Tùy khi mà anh Hải đi thôi chứ chị em mình ở nhà đón bên Nam Nam. Bọn anh là đại diện cho phù thể. Đấy. Chị là phù dâu. Đấy, bọn em thì là phù bê, là phù bê chát. Đây, cho Hải Yên cái này. Dạ. Gì? Hôm đấy mà lễ trao lễ cho nhau ấy, biết thì chị đang tò mò biết là anh Bách nó sẽ trao lễ cho em nào. Dễ là anh Mí lắm. Anh Mí ơi. Hôm qua là anh Bách là anh lực sĩ và anh Bách nó qua đẩy anh Mí lắm rồi đấy. Tại vì là cũng rất là quý anh có cơ bắp rất là đẹp luôn. Cơ bắp một vòng không? Không phải anh thì tập tập giảm cân. Tập giảm cũng đẹp. Hôm qua thì hai bạn này anh Bách cái bạn là đu lên anh đi. Nên là không có cho anh sự chuẩn bị gì cả. Khác gái bảo thay em anh lại. Thế là hẹn về ngày hôm qua họ là con mất ấy. Vì em không nên xem tên này, anh lại xem tên Ái Mí. Cái Phạm Dũng bảo là cái video mà ăn mừng ở cửa hàng của chị ấy thì anh mất tính là xem Ái Mí. Không cái Dũng có bảo là không, nhưng mà kênh chính là đăng trên kênh em là khuôn đi, kiểu khuôn đi thì là thôi để anh xem Ái Mí thôi. Nhưng mà Ái Mí mà đi theo anh Bách chồng mấy hôm mà cơ bắp nổi luôn. Em cũng mong thế lắm. Không, nhưng mà không phải là muốn lên cơ vậy. Trời ơi. Qua quá trình ấy. Như anh Bách là chuột chạy ở một cái bắp này đúng không? Nhưng mà Ái Mí là chuột chạy là có phở cho em. Phở lành không? Đúng rồi. Phở nhanh em ơi. Chưa có phở cho đúng sữa này nó là đồ ăn mặc rồi. Nhưng mà có khi là anh nghĩ là sau này Pơ Ái Mí vào Sài Gòn này mà mở quán phở là có khi thành công. Em cũng đang ấp ủ là muốn mở quán phở đấy nè. Nhưng mà phải đi theo anh chị nhiều hơn nữa để học hỏi. Như anh Hải để mở được quán ăn thì anh đã phải đi tất cả nước mình, xong là xem những món nào ngon thì anh mang về quán Pơ Ái Mí. Không thì em mở quán phở đi, bọn anh đầu tư cho. Ok không? Anh chị tư vấn cho em nhá, tại vì anh chị là cũng đi thưởng thức các món ăn này, các món phở ở Việt Nam mình nhiều. Nhiệm vụ đầu tiên là theo anh Bách để lên cơ, để bắt đầu chặt bánh. Ở Sài Gòn nếu mà đồ ăn ngon là khách người ta sẽ anh sẽ nam tiến để mở quán Tây Bắc, còn em sẽ nam tiến để mở quán phở. Nếu mà cái phở Tây Bắc ấy mà phở tự chán chứ Tây Bắc chán. Ok đấy, cho anh vào 1% nhá. Mỗi bọn anh là vào 1%. 98% nhiều rồi chứ. Phần trăm nhiều để con khóc luôn. Nếu mà các bác khán giả của kênh Bếp Trên Bản có muốn là Pơ và Ái Mí mở một quán phở Tây Bắc ở trong này không? Nếu mà có thì các bác hãy comment ở phần bình luận nhé, là có thì để mình với cả Sắc Hải với cả Sắc Diễm và Sắc Tuyên là sẽ đầu tư. Yeah. Bếp Trên Bản ở Sài Gòn. Phở Bếp Trên Bản là hay đấy nhỉ. Em muốn lấy phở Bếp Trên Bản hay là phở Tây Bắc? Phở Bếp Trên Bản đấy ạ. Phở Bếp Trên Bản đúng không? Do chính hai chị em tự nấu luôn. Em là phở Tây Bắc cánh ngang trang trên bản. Không, phở Bếp Trên Bản Sài Gòn. Đấy không? Đấy. Là khán giả Bếp Trên Bản là mọi người, các cô chú ở Sài Gòn cũng rất là đông mà yêu quý em YouTuber nhiều. Hôm trước là chị Pơ Ái Mí bạn Yến là cô được tặng quà, thấy rất là vui luôn. Chị Dũng là quà chưa? Em chị hôm qua. Nước hoa thơm phức rồi đây. Kéo bây giờ nó sẽ thành một cái. Bao nhiêu gu xì với cả chờ neo mà đi vào quán phở này thì hết mùi rồi đâu nữa. Ồ, nhìn ngon hấp dẫn thế nhỉ? Bạn này bán sách đây đúng không? Đấy. Sách giá mọi người rất là thơm. Đây là Pháp. Đây cháu đây em À. Cái sợi phở, chị Pơ nhìn hấp dẫn chưa? Cái sợi phở này nó khác ở trên chợ phiên nhỉ? Nó vuông vuông ấy. Anh nghĩ là cái phở chợ phiên ấy là không thể nào mà ăn lại được cái phở này, không thể ăn lại cái phở chợ phiên của em đâu. Mà do tính tự tay của em tráng, anh nghĩ là ok đấy. Tự tráng này sẽ ăn cảm giác ngon hơn chứ anh. Đúng rồi. Tay mình làm này. Thì em mình có gọi thêm sách này. Sách trắng này. Bên kia là bò viên, bạn nào thiếu cái nào thì cho vào nha. Đây, bò viên. Đây là bát phở ở cái nhà sáng nha. Đây là bát phở của mình thì có đầy đủ hết rồi anh em ạ. Không thiếu cái gì. Rồi mời anh em nhá. Ui, cái thịt bò ở đây là rất là thích luôn này. Em thấy không? Cực kỳ là tươi luôn. Đó, cho thịt ra đâu. Đây. Rồi, mời anh em nhá. Ôi, thịt bò nó còn đỏ au này mới sướng này. Em ơi, cho chị xin tiền xong không? Có sự lấy ra không? Cái bát phở của Ái Mí, chị Pơ cũng nhìn hấp dẫn lắm cả nhà. Đây là bát của Ái Mí là có sách à? Đây, sách này. Sách đây người ta làm chưa nào? Lần đầu tiên em ăn phở sách luôn á. À, chuyên sách. Vâng, toàn sách của mình. Sách là sách luôn. Vừa cả nhà. Ôi, ngon đấy. Cái hương vị phở đây ok không? Nhưng mà chị Diễm lại cho em xin miếng chanh. Dạ, em cảm ơn chị. Thôi là phở lúc nào phải có chanh. Chanh này mình sẽ cho thêm ít ớt này. Chị Pơ có mà sách nữa. Ớt để lấy ở đâu đấy, lấy đây ra nha. Đấy ra đấy. Lấy sách vào. Mà miếng thịt gà đây to họ chặt to. Dạ mặt luôn nhá. Phập luôn miếng đấy luôn. Em ơi chị ăn sáng nhá. Cả nhà ăn sáng với Pơ nhá. Ơi phập cuốn này. Nước phở thì rất là thơm nha, em quen ăn phở trên Bắc Hà, phở cũng trắng, nó hơi mỏng mỏng ấy. Còn cái này là hình vuông, cái này anh ấy ăn chưa quen lắm. Cái này anh thấy là cảm giác nó giống như cái sợi bún ở ngoài mình ấy đúng không? À đúng rồi. Đúng rồi, chắc chị Pơ sẽ thích, tại vì chị Pơ là rất là thích ăn bún. Đây có rau thơm, sống mạnh em là đúng em. Cho mỗi chị em này một cây luôn. Lần đầu tiên mình ăn quán phở mà có rau sống còn to nhiều mà to thế này luôn đấy. Ăn quán phở này chị lại nhớ quán phở ở bên quận 1 mà anh rất thích ăn, rau tốt nhờ nước ngoài thì để ăn đấy nhỉ. Đây chính là quán này này. Đợt đấy mình ăn quán này đây. À lần trước mình ăn ở đây rồi đấy chị. Vẫn là quán này đấy. Đây lần trước anh chị cũng đi qua đây ăn một lần rồi. Tại vì chị nhớ nên kia rau này. Mời anh em nha. Em thấy là đôi khi là phở rất là nhiều quán ngon nha, khi mà mình ăn ở đâu mình biết không, mình biết người ta cũng trở lại hơn. Với lại nếu Sài Gòn thì quán phở nổi tiếng là cũng nhiều. Tiếp là cũng là phở bát tổng hợp. Ở đây là chỉ rất là thích gầu, đây là gầu rất sớm. Hôm nay hơi tiếc tại đây là đông khách quá. Pơ sẽ ăn thử sách ở đây nha. Ăn thật đi. Hai chị em ăn một hộp vào. Sách giòn á. Ở nhà mình chỉ ăn cái sách đen đen thôi. Ở đây ăn là làm sạch. Đây là người ta có tẩy rồi. Bình thường của nó là đen đấy. Ta bình thường mọi người ở đây quen ăn sách trắng này. À. Ngon quá. Ngon quá. Ăn khỏe hả? Ăn khỏe để lấy sức còn tập. Ở đây có chứ. Thầy bạn không dạy nhưng mà đã thấy Pơ. Lần đầu tiên chị luyện tập là vì chị Duyên có bảo là cũng bị đau cơ ấy. Hiện tại bây giờ nó rất là đau em ạ. Đau cơ là nó có tác dụng nhiều tí thì có sức tập thôi chị. Ngon nhỉ? Biết rồi là nước bò này ngon chứ. Đấy, chấm rồi. Ăn cái hồi thử cái bầu viên này đúng không? Dạ. Để em múc cho em phần sách trước. Cảm ơn em. Chia đều luôn. Đấy, chia đều mà tán nhau đi chơi đấy. Mà ngon lắm anh em ạ. À, từ nãy giờ mình đã chụp được ảnh nào bán Facebook chưa anh nhỉ? À, ok. Ngon lắm, giòn. Đây, bò kia này phải chấm cái này, nước chấm này. Nước chấm hơi cay cay. Cái này nó chấm ớt nhiều. Cay. Dầu ớt. Nên nào như là càng thịt thôi cha. Giờ mang hết cái bát này đi. Em đang ăn là phải vừa sức chứ không tới mai áo dài mình lấy xong rồi lại phải nới lên. Chị nói là sao áo dài để cho em luôn đúng không? Đây, thật ra là mấy chị em là người xem chị Diễm là thử đồ này, xong chị chọn ra đồ này. Thì quan trọng là áo dài thôi. Người ta giao này tầng dao là em thấy chị Diễm là hợp với lại màu hồng phấn ấy, da chị sạch trắng ấy mà cứ hợp da trắng như trứng gà bóc. Ái Mí ăn đi xong rồi Pơ với cả Ái Mí sẽ thưởng thức hết cái phở này đi. Bây giờ anh nghĩ là bọn em mà có kế hoạch mở quán phở ấy thì bọn em phải đi ăn phở khắp đất nước Việt Nam đi, sau đó thì đúc rút ra một cái công thức, một cái bài bí quyết riêng. Ngoài cái việc phở Tây Bắc ra thì mình kết hợp thêm thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Đối điều anh trước khi anh đổi nhà hàng anh ăn khắp đất nước Việt Nam đạt đến cái trình mà chỉ cần đúc phở là biết bên trong có nguyên liệu là gì. Mà nguyên tắc cái làm phở là đừng bao giờ ăn làm bình chính, vì nếu mà em làm bình chính là mất ngay một cái hàng gọi là cái hàng ruột này, mà cho mì chính ở phát là đơ luôn. Đây là đau đầu, chóng mặt, khó mắt. Em ăn mà có mì chính phát là người khó chịu, mệt lắm. Đấy, Pơ này ăn ok đấy, hai chị em ăn bùm bùm lên. Ấy, cái miếng gà ngon nhỉ. Đây chị Pơ gọi phở gà mà gà nhà hàng rất là ngon đấy, nhìn hấp dẫn rồi. Bằng gà bán đi không? Rồi, trên Bắc vẫn đỉnh hơn chạy. Trên đồi nó chạy nhiều hơn. Cái này nó còn cái này nó chỉ chạy. Gà trên này nó đi xe máy hoặc là taxi, xe ô tô, còn gà trên kia nó bộ nhá. Gà trên kia là hay đi leo lên đạn đỉnh Phan ấy. Ngon quá nhỉ. Ăn xong ở trong vùng còn có cái đậu bò của nãy, nhưng mà phở này phải ăn mấy chặng mới hết. Còn hết nữa. Nhưng mà cho em xin đi gọi cuốn. Đây nhỉ. Ngon không? Chị cho một chén nước chấm. Mới có nước bạch nhưng mà nét là đâu. Nước bạch cả chỗ này. Đây hai cái cho thầy Hà nhé. Vậy thì chỉ mình chắc là em đi hết không? Vô. Đây là rồi. 1 2 3 vô. Chấm đâu á? Hai chị em review thử trước đây nào. Đây nước chấm này là chấm ngập vào. Nhà hàng pha sẵn riêng nha cả nhà ơi. Cả nhà nha. Ở trong này có thấy có tôm này, thịt này, rau này, có cả bún ở trong. Cái vị ở trên mình thì hay chấm với chua ngọt đấy. đây thì người ta sẽ chấm cái nước tương này. Chấm đấy, sâu sâu gì. Thơm á. Nó sẽ ướp cho chanh. Ngọt nhẹ. Rất là chị Tuyên đi là chị có thử món này chứ chị? Được. Nhưng mà em là thích ăn, nếu ăn gỏi là em là thích ăn chấm với chua ngọt hơn. Em quen với chua ngọt. Nhưng mà cái nước này rất tương. Đây là đậu. Các mọi người ở đây quen ăn tương. Ngon rồi đây. Yến ra đây ăn đi. Yến ngồi ăn đi chào. Đây Yến vào đây ngồi này. Giờ là anh Dũng sẽ là cameraman. Giơ cái tay rồi Dũng ra thế nào? Giơ cái tay thế nào? Đấy. À, cho vào bát phở luôn đi. À, ăn gì? Này, ăn của Yến đàn. Bát đặc biệt đấy. Làm bát đặc biệt nhá. Phạm Dũng dẫn mọi người đi ăn phở nhưng phát hiện ăn trong bóp hết tiền. Vừa đi rút tiền về. Cái vị ở chỗ này là thế có ăn quen không? Mình có tiền mà. Bạn Dũng có tiền không? Cho một bát đặc biệt thật nhanh cameraman. Ba chị em có ai biết tiếng Hàn hay tiếng Anh không? Anh siêu. Ở phía tầng trệt đang có một anh chị người Hàn Quốc đang review dưới đấy. Cùng nghề với anh em mình. Upa. Tí nữa là ba chị em xuống giao lưu nhé. Em chỉ biết anh cho siêu thôi. Mình còn biết là anh siêu Upa. Ani. Còn cái gì mà hay mỗi lần mà hay bất ngờ. Mình biết cả. Mình cho số. Mình cho số là gì? Cái từ đây là phải dùng phiên dịch anh ạ. Cho số. Nhưng mà ngon. Thế là giờ thì anh em mình à. Anh em mình order cho Hải Yến ăn xong rồi anh em mình đi cà phê nhỉ? Mà Pơ hôm nay là Pơ phải ăn ở đây là lựa chọn món ăn sáng thì được không? Quá ngon chị. Mỗi lần chị Diễm với anh Hải, chị Tuyên là mọi người giới thiệu cho Pơ vài mí một quán ăn thì đấy là một cái quán mà ok nhất Pơ ăn. Nhưng mà Pơ vài mí hai chị em mà bây giờ ăn phở Hoà Pasteur, một trong những thương hiệu phở rất là nổi tiếng rồi. Mà thì mình có đủ tự tin để khả năng là mở quán phở Bếp Trên Bản là nó thành công không? Nếu mà có tự tin anh ạ, phở Chợ Phiên ở trên Tây Bắc quá đỉnh. Nếu mà là phở Chợ Tráng ở trên Chợ Phiên thì bọn em sẽ rất là tự tin. Còn nhưng mà hai đứa mày nấu rồi mà. Có tự tin cái chiến thắng không? Tự tin là đúng rồi, nhưng mà phở hai đứa mở. Có tự tin không? Phải đi cùng anh chị nhiều học hỏi thêm nữa. Còn phở Chợ Tráng thì bọn em. À thế là bọn này là vẫn còn. Đội này là vẫn muốn đi ăn thêm một mấy chỗ quán phở nữa. Mình xin phép là kết thúc video ở đây. Cảm ơn là hôm nay rất là cảm ơn anh chị Diễm, anh Hải, chị Tuyên là đã dẫn mọi em đi ăn rất là nhiều quán ăn ngon mà quán nào cũng không bị trùng lặp chỗ nào nha cả nhà. À, mà quán hồi hộp luôn này. Sau đây là mình cũng xin phép là kết thúc video ở đây, là một chút chiều nữa là mình anh Hải, chị Tuyên và chị Diễm là sẽ quay thêm ở Sài Gòn, xong rồi mình sẽ di chuyển, tối là mình sẽ di chuyển đi xuống nhà chị Diễm nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi đồng hành của Bếp Trên Bản nhé. Bye bye.